I had some cháo lòng this morning. Buổi sáng nay tôi ăn sáng bằng cháo lòng. It was really good. Thật sự rất là ngon. I didn't eat any of the blood stuff though. Nên tôi không ăn gì liên quan đến huyết cả. Okay. But what I have to say is kind of hard, like Julianne said. Và những gì mà tôi nói thì tôi thấy khi mà Julianne giới thiệu về tôi. It's not easy to say. Không phải dễ để nói điều này đâu. But I feel like I have to say what I have to say. Nhưng mà tôi cảm nhận rằng tôi phải nói điều mà tôi phải cần phải nói. I want to say that persecution is coming to America. Và tôi muốn nói rằng cái sự bắt bớ đã đến với Hoa Kỳ. It is not just coming, it is at hand. Nó không phải là sắp xảy ra nhưng nó đang xảy ra. And it will get harder and harder. Và nó càng ngày càng khó khăn hơn. But the good news is Jesus said, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Nhưng mà tin tốt lành rằng Chúa Jesus nói rằng phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là những kẻ ấy. In the persecution, we will grow stronger. Vì trong sự bắt bớ chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Now, I only share this because when I prayed for a message, I went to sleep and I thought I was going to have a dream about a message. Và tôi cầu nguyện trước khi đi ngủ về cái sứ điệp ngày hôm nay thì tôi đi vào trong một giấc mơ. It was 3 weeks ago. Cách đây 3 tuần vừa rồi. It wasn't a dream. When I closed my eyes, I saw a graphic vision. Này, cái này không phải là một giấc mơ nhưng nó là một cái khải tượng. I saw United States soldiers, US soldiers surround a white woman. Tôi thấy những người quân nhân Mỹ, quân đội Mỹ họ bao quanh một người phụ nữ màu mặc đồ trắng. It's a white woman, an American woman. Một người phụ nữ người Mỹ mặc đồ trắng. I believe it represents the American church. Và tôi tin cái điều này, người phụ nữ này đại diện cho hội thánh. In the vision, I saw them shoot her in the head for what she believed. Và trong cái khải tượng này, tôi thấy những người quân nhân này bắn vào đầu của cái người phụ nữ này. I believe God's warning us about some things that are pretty rough that are about to come, and we must prepare. Và tôi biết rằng Chúa cảnh báo chúng ta rằng có một điều gì đó khủng khiếp sắp sửa xảy ra và chúng ta phải chuẩn bị điều này. Jesus said they will kill you. Chúa Giêsu nói rằng họ sẽ giết các ngươi. For his name's sake. Vì danh của Ngài. But not a hair on your head will be harmed. But not a hair on your head will be harmed. Nhưng mà không có một cọng tóc nào trên đầu các ngươi sẽ bị đụng chạm đến. They can kill you spiritually. Họ có thể giết cái linh của các ngươi. Tâm linh, cái phần thuộc linh của các ngươi. No, they can kill you physically, your body. Họ có thể giết cái xác thịt của các ngươi. But they can never kill you spiritually. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ giết được phần tâm linh của chúng ta. Because Jesus says, "I am the resurrection and life. He who lives and believes in me, though he was yet dead, yet shall he live." Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sống và là sự sống lại, như ai tin ta sẽ không bao giờ chết. Okay. I also saw a week ago. Cách đây một tuần tôi cũng thấy một cái khải tượng khác. Right before the decision to legalize gay marriage. Và trước khi cái phán quyết về cái hôn nhân đồng tính. The night before that, on Thursday night, Friday was the morning that it happened. Và cái đêm trước đó là đêm thứ năm và thứ sáu là cái phán quyết xảy ra. I saw I had a dream of the Titanic, a huge, powerful ship, sliding backwards into the ocean, and it sank halfway. Và tôi thấy một con tàu rất là lớn là tàu Titanic và nó đi thụt lùi và nó bị chìm xuống dưới đáy biển. The Titanic was the most powerful ship. Cái tàu Titanic là một cái tàu rất là mạnh mẽ. It was a cruise liner for the richest people on the planet. Nó là một cái tàu mà dành cho những người giàu có và sang trọng. I believe it speaks of this nation, which is a powerful superpower upon the planet and the richest nation. Và tôi biết điều cái khải tượng này nói về một quốc gia, một cường quốc như nước Mỹ này. But it backslid into the water, which represents the world. Nhưng mà nó đi thụt lùi và nó bị chìm xuống nước, nó đại diện it nước đây đại diện cho back, thế gian này. It's turned its back on God. Nó đã quay mặt trở lại với Chúa. A nation which God placed His hand and blessed. Một quốc gia mà Chúa đã từng đặt tay để ban phước. And we say no to the word of God. Và chúng ta đã nói không với lời của Chúa. So He took His hand off. Và Chúa đã cất cánh tay của Ngài ra. And I believe that is coming soon. Và tôi tin điều này sẽ xảy ra sớm. Already beginning.
nó đã bắt đầu rồi. And then the next morning, the morning of the incident that legalized gay marriage. Và buổi sáng hôm sau, buổi sáng mà người ta có cái người ta hợp thức hóa cái hôn nhân đồng tính. I had a dream where I was standing in the coast of California. Và tôi trong một giấc mơ tôi thấy tôi đang đứng ở một bờ biển của California. I saw my friend surfing the waves. Tôi thấy một người bạn của tôi đang lướt sóng. Surfing. Yeah, lướt sóng. Bum, 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 bum. Okay. Yeah. And out in the far distance. Và từ xa kia. I saw a giant tsunami. Tôi thấy một cơn đại sóng thần. I ran as fast as I can. Và tôi chạy rất là nhanh. I began to tell people. Và tôi bắt đầu nói với mọi người. There is a tsunami coming. Go to higher ground. Có một cơn đại sóng thần đã đến rồi, chúng ta hãy chạy lên nơi cao. My little brother was running with me. Một người em đi cùng với tôi chạy với tôi. People did not bother to listen to me. Nhưng mà không ai quan tâm đến điều tôi đang nói cả. Only a very few. Chỉ có một vài người thôi. I went into the watchtowers. Tôi đến một cái watchtower là cái people who watch warning. Hải đăng à, một ngọn hải đăng. Sorry. There were people in the tower that I knew. Và có những người ở trong ngọn hải đăng đó tôi biết. I believe this speaks of the leadership in this nation. Và tôi tin rằng đó là những người lãnh đạo trong quốc gia này. The church leadership. Là những người lãnh đạo của hội thánh. I tried to tell them there's a tsunami coming. Let me warn the people through the Capitol building. Và tôi nói rằng có một cơn sóng thần đang xảy ra và hãy cho tôi phép tôi thông báo với mọi người. They would not give me the key. Nhưng mà họ không cho tôi cái chìa khóa. To warn the people. Để tôi có thể cảnh báo cho mọi người. And then I told them, okay, then get out of here because the tsunami is coming and it will flood this place. Và tôi nói là thôi được rồi, hãy ra khỏi nơi này đi, tại vì trước sau gì đại sóng, cơn sóng thần sẽ làm sụp đổ. They told me it's okay, we're high up enough. Và họ nói rằng không sao đâu vì chúng ta đã đủ cao rồi. And then when I left, I saw them sitting there just eating chips. Và khi tôi rời khỏi nơi đó thì tôi thấy họ đang ăn những cái chip, potato chips. Ăn cái chip và khoai tây. That just speaks of laziness. Nên điều này nói lên cái sự lười biếng của họ. Okay. So I ran and tried to warn people. Và tôi chạy ra ngoài và tôi tiếp tục cảnh báo mọi người. I ran into my friend, her name is Hope. Và tôi chạy đến một người bạn này tên là Hy vọng. Okay. And Hope started running with me. Và cái người bạn Hy vọng này bắt đầu chạy với tôi. Telling the people. Nói với tất cả mọi người. Gotta get to higher ground. Hey, hãy lên nơi cao. What is higher ground? Jesus said, "Lead me to the rock which is higher than I." Và nơi cao là gì? Chúa Giêsu nói rằng nâng tôi lên nơi cao. That is the word of God. Và đó là lời của Chúa. That is the shadow of the Almighty. Đó là hình bóng của Đấng Chí Cao. We must go there. Chúng ta phải đến đó. Because this storm is coming. Bởi vì cơn bão đã đến gần. Well, Hope started running with me. Và cái người bạn Hy vọng này chạy với tôi. But her shoe fell off. Nhưng mà bị rơi cái đôi giày ra. The preparation of the gospel peace. Cái đôi giày tượng trưng cho sự chuẩn bị của tin lành bình an. She lost her message. Cô ta đã mất cái sứ điệp của mình. And then she disappeared. Và sau đó cô ta biến mất. I went to look for her. Tôi đi tìm kiếm cô ta. I found her. Và tôi đã tìm được. She was in front of this building and she had found a job. Cô ta ở trước một cái tòa nhà và cô ta đã tìm được một công việc làm. She didn't want to run anymore. Cô ta không muốn đi. She said it's a good job and she's staying. She nói với tôi rằng tôi có công việc tốt rồi và tôi muốn ở lại đây. And I looked at her. I said, "You're gonna break my heart if you die." And I began to weep over her. Và tôi nhìn cô ta nói rằng em chị em sẽ làm anh tan nát nếu anh thấy cuộc sống em tiêu tan. And so I picked her up on my shoulder. Và tôi đã nhấc bổng cô ta lên cái vai mình. I said, "You're gonna thank me for this one day." Tôi nói là cô phải đi với tôi và một ngày nào đó cô cũng phải làm giống như tôi. You're gonna thank me. You're gonna thank me for this one. Một ngày đó cô sẽ cảm ơn vì tôi đã làm. And I ran with her on my shoulder. Và tôi cứ nhấc cô lên và chạy như thế. What is the point of this message? Như vậy cái sứ điệp này có nghĩa là gì? There is a storm coming. Có một cơn bão đang đến gần. You must get on higher ground. Chúng ta phải lên nơi cao. Do not be lazy. Đừng có lười biếng. It is urgent. Điều này rất là khẩn cấp. Do not lose hope. Đừng bao giờ mất hy vọng. You keep going with the message. Hãy tiếp tục giữ cái sứ điệp mình đã nhận. Okay. Amen.
All right. So in Haggai 2:7, it says, "I will shake the nations, and they will come to the desire of nations, and I will fill this temple with glory," says the Lord of hosts. Trong Ag-ê chương 2 câu 7, Chúa phán rằng ta cũng làm rúng động hết thảy các nước hầu đến, rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dãy nhà này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Jesus says, in this scripture, it says here that the unbelievers, the lost, will come to Jesus, who is the desire of nations. Và trong công đoạn kinh thánh này, những người mà bị hư mắt họ sẽ đến với Chúa, giống như là cái sự khao khát. Why would they come to the man who is shaking the nations? Tại sao họ phải chạy đến một cái đấng mà đang làm rúng động hết thảy các nước? That is weird. Why would you come to the one that's shaking them up? Maybe taking away all the things that they trust in that are false hopes, and they decide that they will come to him. Điều này rất là lạ lùng. Tại sao có những người họ phải chạy đến cái đấng mà làm rúng động tất cả các nước, đấng mà lấy hết tất cả những cái niềm tin sai lầm? Because when all the props are removed, they will begin to see that he is the one they truly need and desire. Bởi vì khi mà tất cả những cái nan đề được lấy ra khỏi họ, thì họ bắt đầu sẽ thấy everything được cái đấng chân thật họ phải tin cậy. They will begin to let go and come to the only hope of the nations. Và tất cả cái niềm tin, những cái hy vọng của họ trong công việc thì họ sẽ chạy đến. There's a shaking coming. Có một sự rúng động đã xảy ra. And it is already at hand. Và nó đã xảy ra, đang xảy ra. And it will cause many to come to Jesus. Và nó sẽ làm cho nhiều người chạy đến với Chúa Jesus Christ. It will purify the church. Nó sẽ làm hội thánh được thanh sạch. It will bring judgment on the kingdom of darkness. Nó mang đến sự phán quyết cho cái vương quốc tối tăm. It will separate the true Christians from false Christians. Nó sẽ phân loại ra người nào là cơ đốc nhân thật sự và cơ đốc nhân giả dối. It is going to divide between the wheat and the tares. Nó cũng sẽ phân loại ra cái nào là cỏ và cái nào là lúa. Matthew 13:30 says, "Let both grow together until the harvest. In the time of the harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares, bind them in bundle to burn them, but gather the wheat into my barn." Trong Matthew 13:30, hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. There is a spiritual and physical storm coming to this nation. Có một cái cơn bão thuộc linh và thuộc thể đang đến với quốc gia này. But the eagle is the only bird that loves storms. Nhưng mà con đại bàng là cái giống chim duy nhất nó thích những cơn bão. It knows how to enter the storm. Nó biết cái cách như thế nào để đi vào trong cơn bão. It knows how to tap into the wind. Nó biết làm thế nào để có thể lướt trên gió. Which is the power of the Holy Spirit. Đó là quyền năng của Đức Thánh Linh. And it takes advantage of the storm. The storm makes it go higher and faster. Và nó là con mà có thể biết tận dụng được cái sức gió, tận dụng được cái sức mạnh của cơn bão để nó nâng nó lên cao hơn và bay xa hơn. We are not chickens who flap our wings. Chúng ta không phải là những con gà mà cứ bập bẹ cánh của mình. And we're afraid of everything. Và sợ hãi mọi sự đang diễn ra. The eagle is afraid of nothing. It's known to attack helicopters. Nhưng mà con đại bàng thì không sợ gì hết. Nó còn có thể tấn công cả các cái phi cơ. It takes advantage of the storm to go higher and faster. Nó tận dụng được cái sức gió, cái sự cơn bão mạnh mẽ đó để higher nâng cao, bay cao, of the heavenly realm. Cao xa hơn, để đến cái một cái chiều kích của thiên đàng. Amen. You understand what I'm Amen, saying? Amen. Anh chị em hiểu những gì tôi đang nói? We need to embrace the storm. Chúng ta phải ôm ấp hay là tận dụng cái cơn bão này. See from heaven's perspective with eagle eyes. Chúng ta phải nhìn qua cái lăng kính của nước thiên đàng, qua cái con mắt của con to go higher and faster. Để chúng ta có thể bay cao hơn và bay xa hơn. Okay. Now, I like this man Mike Bickle. He says it this way. Tôi thích cái người anh em tên là Mike Bickle nói điều này. About God's judgment. Nói về sự phán quyết của Chúa. God's judgment will remove all that hinders love. Sự phán xét của Chúa, sự xét đoán của Chúa sẽ lấy hết tất cả những cái gì ngăn cản tình yêu. He will use the least severe means to reach the greatest number at the deepest level of love. Họ sẽ dùng những người mà thấp kém nhất để có thể. No. He will use the least severe means of judgment
to reach the greatest number of people at the deepest level of commitment. Chúa sẽ dùng cái sự phán xét của Ngài để có thể cứu những người nào có cái sự cam kết trong tấm lòng mình. Chúa dùng sự phán xét. Phán xét. Okay. The least means. Cái phương tiện mà phán xét thấp nhất. Okay. So he can get the most people. Ngài có thể dùng cái phương tiện phán xét thấp nhất nhưng mà có thể lấy được nhiều người nhất. At the deepest level of commitment of love. Những người mà có cái mức độ sâu nhiệm, mức độ cam kết mạnh mẽ trong tình yêu thương. Without violating their free will. Mà không có xâm phạm vào cái quyền tự do của họ. Many will be offended by the judgments that are coming if they do not understand the heart of God. Sẽ có rất là nhiều người họ sẽ bị vấp phạm bởi vì họ không hiểu được cái sự God does nothing outside of love. Chúa là không có điều gì mà không vận hành trên tình yêu thương. His judgments are as a result of his love for his people. Cái sự phán xét của Ngài là một kết quả bởi tình yêu thương của Ngài cho dân. He is an all-consuming fire. Ngài là ngọn lửa hay thiêu đốt. He is a jealous God. Ngài là Đức Chúa Trời hay ghen tuông. He is holy. Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. You know what that means? Anh chị em hiểu điều he này will không? Share you with no other. Ngài sẽ không chia sẻ anh chị he em will have all of your heart. Ngài muốn tất cả tâm lòng của chúng ta. It will cause people to either go into darkness all the way or go into righteousness all the way. Ngài muốn những người một là đi theo hoàn toàn thế giới tối tăm hoặc là đi theo hoàn toàn với Ngài. I'm going to talk about something that is recent in our land. Tôi muốn nói một vài cái điều đang diễn ra trong cái vùng đất này. For 6000 years marriage is between a man and a wife and a woman. Trong vòng 6000 năm thì cái việc hôn nhân là được định nghĩa giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. But the captain of this ship, the United States of America. Nhưng mà người thuyền trưởng của cái chiếc thuyền này là người mà người tổng thống của quốc gia này. Challenges the authority of the word of God. Đã thách thức cái uy quyền hay là cái thẩm quyền của lời của Chúa. When he became president, he placed his hand on the Bible. Khi ông ta trở thành người tổng thống quốc gia này, ông ta đặt tay lên. He swore to uphold the Constitution of the United States. Và ông ta hứa trước cái lập pháp của nước Mỹ. But he turns around. Nhưng sau đó ông ta lại trở mặt. And makes laws. Và làm ra những cái luật lệ. Pushes an agenda. Đặt ra những cái chương trình. That challenges the word of Almighty God. Mà đang thách thức cái lời của Đức Chúa Trời tốt lành. What is God supposed to do? Keep his hand on this land. Chúa sẽ tiếp tục làm gì? Chúa giữ tay Ngài trên vùng đất này. No, I believe what happened caused God to say, "You turn your back on me, I have to turn my back on you." Nhưng mà tôi tin rằng những gì đang diễn ra thì Chúa nói, ngươi đã trở mặt ta thì ta cũng phải giang tay ra. But he cannot forget us. Nhưng mà Ngài sẽ không quên. He's always reaching out. Ngài lúc nào cũng giang rộng đôi tay. He's going to allow us what judgment really is allowing us to reap what we sow. Nhưng mà Ngài sẽ cho phép những cái sự phán xét xảy ra để chúng ta gặt những điều chúng ta đã gieo. Because the grace of God protected us. Bởi vì ân điển của Chúa bảo vệ chúng ta. What if the grace lifts? Because we don't want him. Nhưng mà tại sao cái ân điển đó đã mất đi bởi vì chúng ta không còn muốn Ngài nữa. Now, people who do not affirm the gay agenda can be accused by definition of being racist, bigot and guilty of crimes worthy of imprisonment. Những người nào mà họ chống đối lại hôn nhân đồng tính sẽ được coi là những người mà có cái kỳ thị chủng tộc hay là phân biệt thì hay là những người này sẽ bị bắt bỏ tù. If you oppose the nationalization of homosexuality, you could be lumped together with the Nazis, the Ku Klux Klan, slaveholders. Okay. Nếu mà những người mà họ chống lại cái đạo luật mà hợp thức hóa hôn nhân đồng tính thì chẳng người này sẽ trở thành những người we would lump together, we'd be in the same position, labeled. Họ sẽ trở thành những người bị dán cái nhãn. They will label us as if we were like the Ku Klux Klan or you understand what I'm saying? Yeah. Okay. Sorry. This is escalating in this nation. Cái điều này đang tăng trưởng trong cái quốc gia này. There is a school in Virginia. Có một trường ở Virginia. That's teaching children how to have gay sex. Đang dạy cho những đứa nhỏ là làm thế nào để biết cách quan hệ đồng giới. How to have when you're born, you're neither male or female, you are who you decide to be. Và họ cũng dạy rằng nếu mà khi cái người lớn các con lớn lên thì sẽ nếu mà muốn trở thành cái giới gì thì tùy mình thích.
You can be a man or woman, doesn't matter what body part you have. Có thể muốn trở thành nam hay nữ tùy vào cái sở thích của mình. Your parents don't tell you who you are. You are who you choose to be. Mình muốn cái giới tính nào là tùy thuộc vào cái ý muốn của mình chứ không phải cái Do I need to say anymore? Chúng ta còn cái lời lẽ nào để có thể nói về điều này? Isaiah 50:20 says this: Woe to those who call good evil and evil good, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Isaiah 5:20, khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Vậy chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay. On June 26, trong ngày 26 tháng 6, Barack Obama tweeted, trong một cái tweeted của Obama, he said, today is a big step on our march for equality. Hôm nay là một ngày đánh dấu cái sự công bằng. Gay and lesbian couples now have the right to marry, just like everyone else. Những người đồng giới, những người bị les thì được có cơ hội được công bằng, hôn nhân công bằng. Then he said in big capital letters, love wins. Và ông ta để trong một cái chữ lớn rằng tình yêu thương đã chiến thắng. I think love won 2,000 years ago. Và tôi tin rằng tình yêu thương đã chiến thắng cách đây 2,000 năm. True love, the only love that won was the love of a man who hung on a cross 2,000 years ago. Tình yêu thương thật sự đó chính là một người đã được treo lên thập tự giá cách đây 2,000 năm. The lust of the flesh is a twisted version of love. Và cái sự mà tham khát hay là sự tham dục của xác thịt á, nó đang biến tướng cái tình yêu thương. But we know the Bible says we war not against flesh and blood, right? Nhưng mà trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta không phải đánh trận với thịt và huyết, phải không ạ? The devil wants us to be angry at the gay community. Và ma quỷ nó muốn chúng ta cũng tức tối với cái cộng đồng những người hôn nhân đồng giới. You can disagree with it, but you can be just as wrong or even worse if you disagree with the wrong spirit. Và chúng ta có thể không đồng ý đó, nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng mình không đồng ý với thế giới tối tăm nữa. God's love in us to the gay community must win also. Tình yêu thương của Chúa ở trong chúng ta đối với những người đồng giới cũng phải chiến thắng nữa. Amen. Amen. Therefore, in Ephesians 6:13, take up the whole armor of God, which you may be able to stand in the evil day, having done all to stand. Trong Ephesians 6:13, chúng ta vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. We don't war against flesh and blood. Chúng ta không chiến trận với thịt và huyết. Take a stand with strong faith. Chúng ta phải đứng và chiến đấu bởi đức tin mạnh mẽ. In the word of God. Trong lời của Chúa. Not in fear of persecution. Không phải trong nỗi sợ hãi bị bắt bớ. Not in fear of the shaking. Không phải trong sự sợ hãi rúng động. Because perfect love casts out fear. Bởi vì tình yêu thương hoàn toàn thì nó đánh tan mọi nỗi sợ hãi. And the Bible says you can have faith to move mountains. Và Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta có đức tin để có thể dời núi. But if you have love, nhưng mà nếu chúng ta không có tình yêu thương, not love, you have nothing. Nếu chúng ta không có tình yêu thương, chúng ta chẳng có gì. Okay. Galatians 5:6 says, For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Just say that the Bible says faith works through love. Trong Kinh Thánh nói rằng đức tin xuất phát từ tình yêu thương. Luke 21:25 says this, There will be signs in the sun, in the moon, and the stars, and on the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. This is speaking of the last days. Men's heart failing them from the fear and the expectations of things that are coming on the earth, for the powers of heaven will be shaken. Trong Luca chương 21 câu 25 câu 26 nói về trong ngày cuối cùng sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy cho thế gian thì thất kinh mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Fear will cause men's hearts to fail.
Cái nỗi sợ hãi sẽ làm cho tấm lòng của chúng ta bị thất bại. But the Bible says the just shall live by faith and not fear. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin chứ không phải nỗi sợ hãi. Isaiah 60 verse 1. Trong Isaiah 60 từ câu 1 đến câu 2. Arise and shine for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Hãy dấy lên và sáng loài ra vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. For behold, the darkness shall cover the earth and deep darkness the people, but the Lord will rise over you and his glory shall be seen on you. Này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. This is probably the darkest hour in human history. Đây có thể là một cái giai đoạn mà tối tăm nhất trong lịch sử của loài người. If you consider the sex trafficking. Nếu chúng ta thấy sex trafficking. The women that are being raped for. Nếu mà chúng ta thấy có những người phụ nữ đang bị buôn bán cho vấn đề tình dục. And the babies that are being murdered. Có những người phụ nữ bị buôn bán trong tình dục, những đứa nhỏ bị giết. Babies. Những đứa nhỏ bị giết. Okay, millions of them. Hàng triệu người như thế. That is violence. Cái này thật sự là khủng bố. And then you have the world shifting into a we don't even know who we are anymore. Và chúng ta đang thấy rằng thế giới nó đang đưa chúng ta đến một cái nơi mà chúng ta không biết là đang đi đâu. A distorted sexuality. Nó làm biến tướng cái vấn đề tình dục. Satan knows that if it destroys the sexuality of a nation, it can destroy that nation. Và Satan nó biết rằng khi nó làm biến tướng, nó làm thay đổi cái sự thật về vấn đề tình dục thì nó có thể làm rúng động một quốc gia. So darkness is rising to its limits. Cho nên chúng ta thấy cái thế giới tối tăm nó đang tăng trưởng trong cái sự trong cái mức độ rất là cao. But I have good news for you. Nhưng mà chúng ta có một tin tốt lành. The light is going to be brighter than the darkness in these last days. Ánh sáng sẽ sáng hơn tối tăm trong vùng đất này. He says, "Arise, the glory of the Lord is going to be seen on you. In the darkest hour is the greatest glory." Chúa nói rằng hãy dấy lên và sáng lại ra vì sự sáng đã đến, sự vinh quang đã dấy lên chúng ta và chúng ta sáng hơn cả sự tối tăm. Moses said, "Show me your glory, God." Nhiều người nói rằng Chúa ơi xin Ngài cho chúng con Moses, thấy được sự vinh Moses. Moses nói rằng xin cho con thấy được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. The Lord says, "I will let my goodness pass before you." Thì Chúa với phán với Moses rằng ta sẽ để cho sự tốt lành ta đi ngang qua ngươi. "I will be merciful and I'll be compassionate to whom I will be merciful and compassionate." Ta sẽ giàu lòng thương xót và lòng nhân ái cho những người ta muốn làm ơn. The glory of the Lord speaks of the beautiful nature of his heart. Cái sự vinh hiển của Chúa nói về cái bản tánh tuyệt vời của Ngài. His goodness, his mercy, his loving kindness, his compassion. Sự nhân từ, sự tốt lành, sự thương xót của Ngài. The Bible says that in the darkest hour, the people of God will have the most glory, will have the most of the nature of Almighty God. Trong Kinh Thánh nói rằng trong cái thời, trong cái sự khi mà tối tăm nó đang vây phủ, thì chúng ta có sự ánh sáng của Chúa được toàn, ánh sáng của Chúa được sáng hơn trên đời sống của chúng ta. It's not really It's not talking about the power. Điều này không nói về quyền năng. It's not talking about the miracles. Không nói về phép lạ. But if you possess the glory, of course he will give you the power, right? He can trust you with it. Nhưng mà khi chúng ta sở hữu cái sự vinh hiển của Chúa, we're going to see the greatest power in the history of humankind. Chúng ta đã thấy được cái sự vinh hiển của Chúa trong qua lịch sử loài người. As God's glory rises upon the people of God. Khi mà sự vinh hiển của Chúa được dấy lên trên những con người, con cái của Chúa. Now, the next verse says the Gentiles will come to your light or your glory. Cái câu thứ hai là nói rằng các dân sẽ chạy đến với cái sự vinh hiển của The kings to the brightness of your rising. Rồi cái sự vinh hiển đã được tỏ rạng trên các ngươi. Lift up your eyes, see all around. They gather, they come to you. Your sons shall come from afar, and your daughters shall nurse at your side. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem họ nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay. And so this morning I had another dream. Cho nên buổi sáng nay tôi lại có một giấc mơ nữa. It was more of an experience with God than a dream to me. Thì nó là một cái trải nghiệm thực tế với Chúa. I was hanging around with my unsaved friends. Tôi đang đi chơi với một người bạn chưa được cứu. Yeah, I hang out with lost people. Tôi đi chơi với rất nhiều người chưa được cứu. And I was just talking to them. Và khi tôi đang nói với những người này. I wasn't even preaching to them. Tôi không có giảng lời Chúa hay gì hết. But somehow they got convicted. Nhưng mà bằng cách nào đó họ được sự thúc giục. And they began to talk about God. Và chúng tôi bắt đầu nói về Chúa. And they began to get saved. Và họ bắt đầu được sự cứu rỗi. I started to cry. Và tôi bắt đầu khóc. And then I was taken to another scene. Và tôi được đưa đến một cái cảnh khác. And a bird
A pigeon flew and landed on my hand. Tôi thấy có một cái con chim. A wild bird. Tôi thấy có một chim bồ giống như chim bồ câu màu trắng nó đậu trên cái. No, not a bồ câu, but a pigeon. A wild bird. À, một con chim màu trắng nó đậu trên cánh tay của tôi. Okay. And this woman was sitting in the car and she saw a bird fly to me. Và có một người phụ nữ ở ngồi trên xe thấy có một chim đang đậu trên cánh tay. And she was like, "What is this?" Thì cô ta phải hỏi là, "Ủa cái này là cái gì?" And all of a sudden I heard noises. Và ngay tức thì tôi nghe một cái âm thanh. Flocks of birds begin to fly in. Làm cho những con chim bắt đầu bay lên. And these birds speak of lost souls, I think. Và những con chim này nó tượng trưng cho những linh hồn bị hư mất, tôi nghĩ như vậy. Because the Holy Spirit spoke to me in this dream, that is the harvest that's coming. Và Chúa Thánh Linh nói với tôi trong giấc mơ rằng mùa gặt đang đến. And I was all emotional. I was feeling God's love and I began to cry. Và lúc đó tôi cảm giác mình rất là xúc động và tôi bắt đầu khóc. It's kind of like the scripture. Nó giống như trong cái câu phân đoạn kinh thánh này. And then my friends came. Và sau đó người bạn tôi đến. And I knew one of the guys in the dream. Và tôi biết có một người đó ở trong giấc mơ. And they just sat around me. Người này ngồi với tôi. They said, "We can't help but feel the presence of God around you." Và tôi họ nói với tôi rằng tôi cảm giác có sự hiện diện của Chúa trong xung quanh. They're gonna come to feel the glory, the presence of Almighty God around you. Nhiều người sẽ chạy đến và họ sẽ được thu hút bởi sự vinh hiển của Chúa ở xung quanh. They're just gonna come. I wasn't even in this. The weird thing about this dream was I wasn't trying to do anything. Cái điều mà lạ kỳ trong cái giấc mơ này là tôi không có cố gắng thu phục, cố gắng thuyết phục họ đến với Chúa, nhưng mà họ bị thu phục, họ bị thu hút đến với. Of course, I'm always nice to my lost friends. Of course, I'm always nice. Tất nhiên là tôi phải cư xử rất là tốt với người anh bạn. I'm always generous with them and you know kind to them and try to be good to them. Tôi lúc nào cũng vui vẻ, hào phóng với những người chưa được cứu. But I didn't even do anything. They just kept coming. Nhưng mà tôi thậm chí tôi không có làm gì hết, nhưng mà họ cứ đến với tôi, họ đến với tôi. Now I'm no more special than you. We all. Nhưng mà tôi không có phải là thuộc linh cao hơn anh chị, tất cả chúng ta đều bằng nhau. The glory is coming upon you. Nhưng mà sự hiện diện, sự vinh hiển của Chúa sẽ ở. And they're going to come to the brightness of your rising. Và nhiều dân sẽ chạy đến sự sáng của anh chị em. Okay. Before I close, it's a long closing, by the way. Trước khi chúng tôi kết thúc, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một kết thúc hơi dài. Faith works by love. Đức tin được vận hành hay được xuất phát bởi tình yêu thương. Not fear. Không phải đến từ nỗi sợ hãi. Okay. I will attempt to paint a picture of the Father's love towards you. That is the glory of God. Tôi đang cố gắng vẽ lên một bức tranh về vinh hiển của Chúa cho anh chị em, và đó chính là tình yêu thương của Ngài. Okay. Luke 15 verse 8. Everybody turn to Luke 15, verse 18. Anh chị em chúng ta cùng dở ra trong Luca chương 15 câu 18. There were two brothers. Có hai người anh em. They were living in the father's house. Sống trong gia đình của một người cha. The father in this parable speaks of God. Trong cái này nói về người cha này tượng trưng cho Chúa. The two brothers speaks of two different types of Christians. Hai người anh em này tượng trưng cho hai loại người Cơ Đốc nhân. One of them decides I'm going to go party. Một người quyết định rằng tôi sẽ đi dự tiệc. I'm going to leave the house, stop going to church and go out in the world and have fun. Tôi sẽ ra khỏi nhà này, dừng cái việc đi hội thánh và ra ngoài thế gian kia để thưởng thức. But what happens? The shaking comes, right? Nhưng mà chúng ta thấy điều gì đã xảy ra, có một sự rung động đã xảy ra. He began to reap what he sowed. Anh ta bắt đầu gặt hái những gì anh ta. He turned his back on God. Anh ta đã xoay mặt với Chúa. And God's grace lifted from him. Và ân điển của Chúa bị cắt ra khỏi anh ta. He began to reap the consequences of his sin. Và anh ta bắt đầu nhặt hái hay gặt hái những cái hậu quả của tội lỗi. He got so desperate. Và khi anh ta tuyệt vọng đến cùng cực. He lost his money. Khi mà mất hết tiền bạc. And he got so hungry. Và khi mà quá đói bụng. He's broken. Và anh này tan vỡ. And he says, "I'm just going to go back home." Và anh ta nói với lòng mình rằng mình hãy trở về nhà. I'm going to turn around. Mình phải quay mặt lại. I'm going to repent. Mình phải ăn năn với Chúa. Go back to the Father's house. Mình phải trở lại về với nhà cha. Okay, so we see here he says to himself, "I will rise and go to my father and say to him, Father, I've sinned against heaven and before you." Người anh em này nói trong lòng mình rằng mình phải trở về nhà cha và hãy nói với cha rằng: "Ôi cha ơi, con đã có tội với cha và có tội với trời."
I am no longer worthy to be called your son. Con không còn xứng đáng được gọi là con của cha nữa. He judged himself as unworthy. Anh ta phán xét mình là một người không còn xứng đáng. Who said he's no longer a son? Ai nói với người này rằng anh này không còn là con nữa? Did God say you're no longer my son because you went away? Chúa có nói với anh chị em chúng ta rằng chúng ta không còn là con của Ngài nữa khi chúng ta bỏ mặc Ngài? The God wants a son, always a son. Đối với Chúa, một người con vẫn mãi là một người con. Then he says, make me like your hired servants. Thì người này mới nói với cha rằng, cha ơi, hãy cho con được là một người tôi tớ trong nhà của cha. He thinks that his relational status has been changed. Người anh em này nghĩ rằng cái mối quan hệ, cái địa vị trong cái mối quan hệ với người cha đã thay đổi. Luke 15:20. And he arose and came to his father, but he was away off. His father saw him and had compassion on him. Trong Luca 15:20, nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình, khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Wait a minute. How did the father see him from so far away? Chúng ta hãy chú ý chỗ này, làm thế nào mà người cha hay là Chúa thấy nó từ đằng xa? Could it be that he was waiting, longing, hoping to see his son? Có phải là người cha đó đang lúc nào cũng chờ đợi, mong mỏi người con đó trở về? I love my son, I miss him. Tôi yêu con tôi và tôi nhớ nó quá. Where are you? Come home, son. Con ở đâu? Hãy trở về. He's hoping to see. He's looking, he's searching, he's scanning the field to see his son coming home. Ngài nhìn xung quanh, ngài mong mỏi, ngài nhìn lên cánh đồng và tìm kiếm con mình. Now the father is not angry with his son like we think he is. Và chúng ta thấy trong cái phần này, người cha không có nóng giận như đứa con. This is before the son did anything to redeem himself. Và cái điều này nó chỉ tùy thuộc vào cái lúc người con bắt đầu ăn năn để tự nhận lấy sự cứu chuộc. And the father ran and fell on his neck and kissed him. Và người cha chạy đến mà ôm lấy cổ mà hôn. He's running fast. Người cha chạy một cách nhanh. I don't know how old he is in this parable, but he's running. Could get a heart attack. I don't know. Trong văn đoạn thánh này, tôi không biết người cha bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu mà chạy với tốc độ đó có thể bị đột quỵ. But he doesn't care. He's running to his son because he loves and misses his son who's gone far away. Mấy người cha này chạy nhanh đến vì người cha này quá mong mỏi, quá yêu thương con mình. And the Bible says he kissed him on the neck. Và trong kinh thánh nói rằng người cha này hôn đứa con ở ngay cái cổ. But the word in the Greek means to continue to kiss him. Và trong nhưng mà trong cái từ gốc của từ Hy Lạp á là liên hôn một cách liên tục. Perhaps he kissed him 7 times. Có thể là người cha này yêu hôn đứa con này 7 lần. Each kiss demonstrated love and affection to a son that didn't deserve it. Và cái nụ hôn, mỗi cái nụ hôn, mỗi lần hôn nó tượng trưng cho cái niềm tình yêu và cho một đứa con không xứng đáng. Maybe 7 times completely drove away his fear because the love of God drives away fear. Và có thể đó là 7 lần hôn mà nó đẩy lùi, nó làm phá tan hết tất cả nỗi sợ hãi. Fear of rejection. Bởi vì tình yêu thương của Chúa phá tan mọi sự sợ hãi. Fear of rejection. Cái nỗi sợ hãi bị từ chối. Fear of condemnation. Cái sự sợ hãi. Punishment. Phán xét. Failure. Trừng phạt. What other people think. Những người nào đang nghĩ về mình. Fear of lack and poverty. Sự thất hại về sợ nghèo khổ. Loneliness, abandonment. Sợ cô đơn, sợ ruồng bỏ. God demonstrates this affection that drove out the fear that we all have, right? Chúa đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài. He fully accepts us when we come của Ngài để đẩy lùi hết tất cả nỗi sợ hãi của chúng ta. And the son said to him, "Father, I have sinned against you." Và người con nói với cha rằng, cha ơi, con đã có tội cùng cha. I'm no longer worthy to be called your son. Chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. That's not what the father said. Đó không phải là lời mà người cha đã nói với người con. In the world, when you confess your sin, you get punished. Trong thế gian khi mà chúng ta ăn năn tội mình thì chúng ta sẽ bị trừng phạt. I used to be a gangster. Tôi đã từng là những trong nhóm mà ăn chơi. I got arrested. Tôi bị bắt. When they took me to court, khi mà họ đưa tôi đến với tòa, they just want me to confess my crime, my sin. Thì họ cứ muốn bắt tôi phải nhận tội. The minute I confess my crime, và ngay lúc mà tôi chấp nhận mình đã phạm tội, I go to prison. Thì tôi bị bỏ tù liền. But thank God, God is not that way. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa chúng ta không phải hành xử theo. When I was in prison, khi mà tôi ở trong tù,
I turn to Jesus. Tôi hướng lòng về Chúa Giêsu. I confess my sin. Tôi xưng tội mình ra. He receives me as his own son. Và Ngài nhận tôi là con của Ngài. And he rewards me. Và Ngài ban thưởng cho tôi. Nothing I did. Không phải những gì tôi đã làm. I didn't earn this. Tôi không phải xứng đáng điều này It đâu. It is grace. Nhưng mà ở đây ân điển của Chúa. I believed in Jesus. Tôi tin vào Chúa Giêsu Christ. Through faith, I enter into an inheritance that I never labored for. Và bởi đức tin qua ân điển của Chúa, tôi nhận lãnh cái cơ nghiệp mà Ngài đã sắm sẵn cho tôi. Okay. So, Luke 15:22. The father said to his servants, "Bring out the best robe, put on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet." Sau đó thì cha mới nói rằng mình hãy lấy bò mập mà làm thịt và chúng ta hãy đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy lấy bò mập con mà làm thịt đi. The shoe signifying the acceptance of him as a son, not a hired servant. Cái đôi giày này tượng trưng rằng Chúa chấp nhận chúng ta là con của Ngài chứ không phải với địa vị một tôi tớ. Restore dominion. Ngài phục hồi lại cái địa vị làm chủ, làm tể trị của chúng ta. The robe speaking how special he is to his father, like Jacob and Isaac. Cái áo choàng nó tượng trưng cho chúng cái sự tốt lành của chúng ta giống như mặc lên cho Jacob, righteous Isaac. And pleasing to the father. Nó cũng tượng trưng cho sự công bình và sự làm đẹp lòng Chúa. And the ring allowed him to do the father's business. Và cái nhẫn khi mà đeo vào tay nó tượng trưng cho chúng ta có khả năng làm các công việc của người cha. It was the signet ring which he can carry out the father's business. What is the father's business? Và cái điều này nó tượng trưng người con này có khả năng tiếp tục làm công việc của người cha. Và công việc cha là gì? The gospel of the Lord Jesus Christ. Công việc cha chính là phúc âm của Đức Chúa Jesus Christ. Now, did he do anything to earn any of this? Như vậy, người con này có phải làm điều gì để xứng đáng những cái phần thưởng này không? One thing, he repented and turned home. Chỉ có một điều người này đã làm, đó là ăn năn và trở về nhà. Amen. Amen, chị em. And bring out the fatted calf here and kill it and let us eat and marry. Let's celebrate and honor my son. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng. For this son was dead and now is alive. He was lost and found again. And they began to party. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại được. Đoạn họ khởi sự ăn mừng. Now when I got out of prison, I had an experience with God and I love God with all my heart. Khi mà tôi ra tù thì tôi đã có trải nghiệm với Chúa và tôi thật sự rất yêu mến Chúa. But a short time later, without a church and without mentorship, I went back into the world. Nhưng mà sau một khoảng thời gian rất ngắn, khi không có sự dẫn dắt của những người thuộc linh, những người đi đến hội thánh thì tôi trở lại với thế gian. I ran into some Christians who reached out to me. Tôi chạy đến một vài người mà mở và dang rộng một tay với tôi. They went about the father's business. Những người mà họ đang làm công việc của cha. And I repented. Và tôi bắt đầu ăn năn. And God forgave me. Và Chúa đã tha thứ cho tôi. He put the ring back. Ngài mang lại shoes on my feet. Ngài mang giày lại cho tôi. He put the robe back on me. Ngài cho tôi mang áo choàng. And I once again began to fall in love with Jesus. Và một lần nữa tôi lại yêu mến Đức Chúa. And I've never turned away since. Và từ đó tôi không bao giờ trở lại con đường cũ nữa. But now that I go to church, nhưng mà khi mà tôi đi hội thánh, I'm more worried about becoming the religious older brother. Thì tôi lại sợ hãi trở nên một con người anh em tôn theo tôn thứ tôn giáo. Let's see what the scripture says about this guy. Và chúng ta hãy cùng nghiên cứu Kinh Thánh nói gì về người anh này. Now his older son was in the field and he came and drew near the house. He heard music and dancing. Vả con cái cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa. So in the house of God there's dancing and music and party, yeah. Trong nhà của Chúa thì những người họ đang nhảy múa. So if you have a problem with that, you have a problem with the word. Right. Như vậy, nếu mà chúng ta không có thể nhảy múa ăn mừng được thì có thể có chúng ta có vấn đề. So he called one of his servants and asked him. Và anh này gọi một người đầy tớ và hỏi. What meanest thou? I mean, what does this mean? Cái chuyện gì đang diễn ra như thế này? And he said to him, your brother has come and because he received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. Đầy tớ thưa rằng em cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. But he was angry and would not go in. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Why is he angry? Tại sao cái người con cả này nổi giận?
He's kind of like Cain. Người này giống như là một người vị vua. Cain. Abel, Cain and Abel. À, giống như là Cain, người này giống như Cain. Okay. Cain. Cain offered God what was the best of his own works. Cain dâng cho Chúa những cái điều tốt lành qua cái đôi bàn tay làm lụng của mình. Abel offered God a sacrifice of blood. Abel thì dâng cho Chúa cái sự hy sinh mạng sống của mình. Because of his faith, God accepted. Bởi vì cái đức tin của Abel mà Chúa chấp nhận cái của lễ. Rejected Cain. Và đã từ chối cái của dự lễ của Cain. Because in his pride, he thinks he can come to God his way. Bởi vì trong Cain có một sự kiêu ngạo rằng his own effort, dâng cho Chúa bằng cái khả năng riêng của mình. His own righteousness. Có sự khả năng riêng, có cái sự công bình riêng của mình. Filthy rags. Đó chỉ là những cái áo dơ nhớp trước mặt Chúa. He didn't understand the Father's love, living in the Father's house. Anh ta đã không hiểu được cái sự hiện diện của Chúa và cái phước hạnh khi ở trong nhà Chúa. He didn't love his brother. Anh ta cũng không yêu em mình. So he didn't abide in God. Cho nên anh này đã không có. How do you live with God and not abide in love? He is love. Cho nên làm thế nào chúng ta không yêu thương nếu mà khi chúng ta ở trong Chúa mà chúng ta lại không yêu thương? He's working and serving for recognition instead of from being recognized by his father. Người anh này làm mọi thứ để được sự công nhận hơn là chấp nhận cái sự công nhận. He doesn't even know that he's infinitely loved by the father. Và anh này cũng không nhận ra rằng cha yêu anh ta một cách vô điều kiện. Before he did anything for anybody to see. Trước khi anh ta làm điều gì, làm bất kỳ điều cho người ta thấy. Or anybody to commend him for. Hay làm cho những người ta khen thưởng mình. God's love for you and I began in his heart. Chúa, tình yêu thương của Ngài dành cho bạn và cho tôi từ tấm lòng của Ngài. It is not about what you did, it is about who he is. Không phải là dựa trên những gì anh chị em chúng ta làm mà dựa trên bản thể của Ngài. You cannot stir him to love you even more than he has because he loves you with all of his heart, might and strength. He has given you everything of his heart to receive. Chúng ta không thể làm điều gì để Chúa yêu chúng ta nhiều hơn hay yêu chúng ta ít hơn bởi vì Ngài đã ban chúng ta tất cả tấm lòng của Ngài. You cannot stir him to love you. Ngài, chúng ta không thể làm khuấy động để Ngài yêu chúng ta nhiều hơn. Because he already has loved you. Bởi vì Ngài đã yêu chúng ta rồi. We don't do what we do to earn God's love. Chúng ta không thể làm mà để chúng ta có thể xứng đáng nhận lại tình yêu thương của Chúa. We do what we do knowing we are God's beloved. Và chúng ta làm bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đã được yêu. And we love and obey him and keep his commandments because love and obedience is the same. Và chúng ta làm điều này bằng bởi vì chúng ta vâng lời và chúng ta yêu Ngài, bởi vì sự vâng lời và tình yêu chỉ là một. So much of Christendom. Có rất là nhiều người theo có nhiều cơ đốc nhân. In the church, trong hội thánh, we relate to God. Chúng ta liên hệ với Chúa. We serve. Chúng ta phục vụ. But not out of agape love. Nhưng mà không phải bởi tình yêu thương agape. We relate to God based on our commitment. Chúng ta liên hệ với Chúa, tương giao với Chúa bằng cái cam kết của mình. Which goes up and down. Mà cái cam kết này có lúc lên lúc xuống. But not his commitment to us. Nhưng không phải dựa trên cái cam kết của Chúa đối với chúng ta. That is understanding his love. Đó là chúng ta nói rằng chúng ta phải hiểu được. That is the kind of love that you give away freely. Đó mới là tình yêu thương mà chúng ta có thể sẵn lòng ban cho một cách vô điều kiện. Then you can be committed to somebody who isn't committed at all. Đôi khi chúng ta phải cam kết một người nào đó mà họ không có cam kết nào hết với chúng ta. He who hates his brother abides in darkness. Cái người nào mà ghét anh em mình thì còn ở trong tối tăm. Envy and jealousy just tells us how infant and immature we are. Và điều này cũng nói lên cái sự chưa trưởng thành hay cái sự con trẻ của chúng ta. He lived in the father's house but he never grew into any maturity. Cái người anh này sống trong nhà cha nhưng mà chưa có bao giờ lên cái cấp bậc của sự trưởng thành. And so the father came and pleaded with him. Và sau đó thì người cha đến và giải thích cho người con này. He is gentle and patient, the father is. Cha chúng ta thật sự là kiên nhẫn và mềm mại. He's so kind to a son who's angry for nothing. Cha người cha này rất là mềm mại và tử tế đối với người con giận dỗi một cách vô cớ. So he answered and said to his father, "Lo, these many years I have served you." Người con này nói là cha ơi, trong bao nhiêu năm con phục vụ cha? There's the problem. Có một vấn đề ở đây. His whole identity is in his service to God. Cái thân vị của người này
luôn luôn đặt trên cái việc phục vụ Chúa. His whole identity was in his ministry. Cái thân vị của người này lại đặt trên các cái mục vụ phục vụ Chúa. I met a pastor one time, long time ago. Tôi gặp một người mục sư cách đây khá lâu. I sat with him for lunch. Tôi ngồi ăn trưa với cùng người này. It was Sunday. Và một ngày Chủ nhật. And his family was with him. Và anh này cùng ăn với gia đình nữa. And he ignored his family. Nhưng mà người này không không phớt lờ gia đình mình. He kept talking about me to me about all these outreaches he wanted to do. Và người này cứ nói chuyện với tôi luyên thuyên về những công việc, những mục vụ. I looked at him. Và tôi nhìn người mục sư này. And I was very close to him. Vì tôi rất là thân với người. I was his brother. Tôi giống như người anh của người anh. And người I said, này. Pastor, I'm sorry, but I think you worship your ministry. Và tôi nói với mục sư ơi, tôi xin lỗi nhưng mà tôi thấy giống như mục sư đang thờ phượng cái mục vụ của mình vậy. He looked at me. Và người anh này nhìn tôi. He began to pray in tongues. Người này bắt đầu cầu nguyện trong tiếng lạ. Because his feelings and emotions were like. Và vì cái cảm xúc nó đang bị. And he's a lot older than me. Và người anh này là già hơn tôi. He said, son. He said, son. Nói với tôi rằng, con trai. You are right. Con nói đúng. And he began to confess his sin. Và anh này bắt đầu xưng tội mình ra. You can worship your ministry. Đôi khi chúng ta có thể đang thờ phượng cái mục vụ của chúng ta. If you're not rooted and grounded in the love of the Father. Nếu chúng ta không chăm rễ và vững nền trong tình yêu thương của Chúa. Okay. The Bible says, as the Father loves me to Jesus, Jesus said, as the Father loves me, so has he loved you. Abide in this love. Chúa Giêsu nói rằng, như cha đã yêu ta thế nào, thì ta cũng yêu các người thế ấy. The same way God loves Jesus is the same way he loves you. Như vậy, cái cách mà Đức Chúa Trời yêu thương Chúa Giêsu như thế nào, thì Ngài cũng yêu chúng ta thế ấy. When God looks at Jesus, he has a glad heart. Khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào Chúa Giêsu, Ngài có tấm lòng vui mừng. He's smiling. Ngài cười. He's pleased with his son. Ngài vui lòng với những gì người con Ngài đã làm. When he looks at you, he feels the same way. Và khi mà Ngài nhìn chúng ta, Ngài cũng cảm giác như vậy. We entered in this by grace. Chúng ta bước vào ngôi ân điển của Chúa bởi ân điển. Okay. He says to his father, I have never transgressed your commandments at any time. And yet you've never gave me a goat that I might make merry with my friends. Người này nói với cha rằng, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. What? I've been faithful all this time. Tại sao tôi đã trung tín bao nhiêu năm như thế này? And you throw him a party. Mà lại cho đứa con của you reward him. Mà lại ông lại đi. You promote him. Lại thưởng và lại cho nó. You honor him. Lại tôn vinh như vậy. I'm the good boy here. Tôi là con tốt lành như vậy. I should have the best position in this house. Tôi phải có cái địa vị tốt lành trong ngôi nhà này chứ. I go to church, I serve. Tôi đến I read thánh, my Bible. Tôi phục vụ, tôi đọc kinh thánh. I don't smoke, I don't sleep around like this. Tôi không thuốc, son of yours. Ăn ngủ với gái, nhưng mà tại sao? Why don't you promote me? Tại sao không làm cho tôi? Why don't you honor như me? Những điều như này tại sao không làm vinh hiển tôi? Why is he like that? Tại sao như vậy? He doesn't have the Father's love living in the Father's house. Bởi vì người anh này không có tình yêu thương của Chúa mặc dù ở trong nhà Chúa. He's a son that acts like a slave. Người này bắt đầu cư xử giống như một thằng tôi tớ vậy. Both of sons act like slaves. Cả hai người con này cư xử giống như một người tôi tớ. One went away, one came back. Một người one went away, came back, and the one that's there, he's the same. Một người bỏ nhà cha trở về và một người ở trong nhà cha cũng đều giống nhau. But as soon as this son of yours came, who devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Nhưng mà khi con của cha về thì cha lại bắt đầu mở bò làm thịt bò con mà ăn mừng. He dishonored his own brother. Người này không có tôn trọng em mình. He doesn't know honor. Người này không biết sự tôn trọng. We don't honor people because they're honorable. His little brother was not honorable. Chúng ta không tôn trọng người khác không phải là họ trông có vẻ như tôn trọng, bởi vì người em này không có gì là tôn trọng cả, đáng tôn trọng. But we honor people because we are honorable. Nhưng mà chúng ta tôn trọng người khác bởi vì chúng ta đã được tôn trọng. He's disappointed. Người này rất là thất vọng. Now I'm going to stop here and share another dream, can I? Bây giờ tôi có thể dừng tại đây và tôi muốn chia sẻ một cái giấc mơ nữa được không ạ? I had a dream about a Vietnamese woman. Tôi có một giấc mơ về một người phụ nữ người Việt Nam. Hint. Hint, hint.
Hint, hint. She goes to this church. Và cô ta đến hội thánh này. Okay, she probably represents a lot of people in here. She represents the Vietnamese church. Có thể là đại diện cho nhiều cái hội thánh của Việt Nam. She's working really hard. Làm việc rất là siêng năng. Serving in the church. Phục vụ trong hội thánh. I helped her take out the trash. Và I helped her take out the trash. Tôi giúp cô ta lấy rác ra ngoài. We took the trash to the back of the house. Và khi chúng tôi đưa cái thùng rác ra ngoài đằng sau nhà. She picked up a cigarette butt. Thì cô ta lấy một cái mảnh của cái mẫu thuốc lá. She smoked it. Và cô ta hút thuốc. She was angry. Cô ta lại tức giận. She was disappointed. Thất vọng. She wanted to rebel. Muốn nổi loạn. And I said, "You are disappointed, aren't you?" Tôi hỏi là chị thất vọng phải không chị? Then I woke up. Và tôi thức dậy. She was disappointed. Cô ta thất vọng. Much serving. Much serving. Phục vụ nhiều. But she didn't feel like she got what she deserved. Nhưng mà cô ta cảm nhận như là mình không nhận được cái điều mình xứng đáng phải nhận. Do any of us want what we deserve? Có những người anh chị em chúng ta có muốn nhận điều mà chúng ta nhận xứng đáng không? We all deserve to go to hell. Tất cả chúng ta đều xứng đáng để đi địa ngục. But God reached down to us. Nhưng mà Ngài giang cánh tay của Ngài đối với chúng ta. He didn't give us what we deserve. Ngài không ban cho chúng ta điều mà chúng ta xứng đáng nhận lãnh. He accepted us as His own, as His own. Ngài chấp nhận chúng ta như là con của Ngài. He spared us from eternity. Ngài cho chúng ta được tự do khỏi sự phán xét đời đời. We ought to rejoice in that. Chúng ta phải vui mừng trong đó. We ought to know the love of God has no depths. Chúng ta phải biết rằng tình yêu thương của Chúa không có cái giới hạn nào cả. So what if we are not recognized? Do you want more responsibilities? Anyway. Okay. And he said to him, "Son, you are always with me, and all that I have is yours." Và người này nói rằng, "Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con." All that is mine is yours. Just ask me. Tất cả của cha là của con, hãy xin đi. You have not because you ask not. Các ngươi không có bởi vì các ngươi chưa không xin. It was right that you should marry and be glad. Chúng ta hãy vui lên. It was right, the Bible says in verse 32, that you should marry and be glad for your brother. Trong câu 32, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng. Bible tells us to rejoice with those who rejoices. Trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy vui với kẻ vui và hãy khóc với kẻ khóc. Weep with those who weep. Chúng ta hãy khóc với những kẻ khóc. For your brother was dead spiritually. Bởi vì em con đã chết một cách thuộc linh. He could have gone to hell. Nó đã có thể đi địa ngục rồi. Okay? But he's alive. Nhưng mà nó đã được sống lại. He's come home. Nó đã trở về nhà cha. He was lost. Nó là người hư mất. But now he's found. Nhưng mà đã tìm lại được. The younger brother did all the wrong things because he missed the point of it all. Cái người em này đã làm nhiều điều sai trái bởi vì đã mất đi một cái điều quan trọng. He missed the point. Đã mất đi một cái điều quan trọng này. The older brother did all the right things and he missed the point. Cái người anh này cũng làm tất cả những điều tốt lành, điều đúng đắn nhưng mà cũng mất đi một điều quan trọng. What is the point? Như vậy cái điều quan trọng này là cái gì? I want to declare the point to you this morning. Tôi công bố cái điều quan trọng đó ngày hôm nay với anh chị em. Your daddy loves you with an everlasting love. Đức Chúa Trời là cha chúng ta, yêu thương chúng ta một tình yêu thương đời đời. With all of his heart. Bằng tất cả tấm lòng của Ngài. All of his might. Bằng tất cả tâm trí của Ngài. All of his strength. Bằng tất cả sức mạnh của Ngài. And he wants you to love him back the same way. Và Ngài muốn chúng ta yêu Ngài bằng cách như thế. Let's stand to our feet. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng dậy. I'm going to finally close. Tôi muốn chính thức dừng lại tại đây. Paul says in Ephesians, he prays this, 3:17, that you, being rooted and grounded in love, maybe. Go ahead. Paulo nói trong Ephesos chương 3 câu 17 rằng, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong tình yêu thương, may be able to comprehend with all the saints the width, the length, the depth and height. Được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề sâu, bề cao của nó là thế nào. To know the love of Christ which passes knowledge. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. It's bigger than you can think. Tình yêu thương của Chúa trỗi hơn những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ. It's bigger than you can ever learn.
Tình yêu thương của Chúa trội hơn tất cả những gì chúng ta đã. You will never fully comprehend. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu một cách trọn vẹn. It takes a supernatural touch of the Holy Spirit for you to understand even a glimpse of His love. Chúng ta cần một sự đụng chạm siêu nhiên của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể hiểu một chút nhỏ bé về tình yêu thương của Ngài mà thôi. That you may be filled with the fullness of God. Hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. It is the depth, the length, the width, and the height of His love that brings you the place that you can be filled with the fullness of God. Sự chiều cao, chiều rộng, chiều sâu của tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ mang chúng ta đến với sự dư dật, sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời. The shaking is coming. Cái sự rung động ngoài kia đang đến gần. Judgments are coming. Sự phán xét đang đến gần. These judgments are redemptive. They're God's way of removing love. Và cái sự phán xét này là Chúa muốn ban tình yêu thương đến. Whatever keeps us from Him, He will remove it. Những cái gì mà đang ngăn gỡ chúng ta đến gần Chúa it's thì Ngài lấy ra sao chúng ta. It's because of love. Và bởi vì tình yêu thương. He says, I love you. Ngài nói rằng ta yêu con. You can't have that because I love you. Ngài nói rằng con không thể có được đó bởi vì ta yêu con. For you because I love you. Bởi vì ta yêu con, ta không muốn con có that điều will đó. Not satisfy you because I love you. Ta đã dâng hiến bản thể của ta. I'm the one con. Shaking this planet because I love you. Ta sẽ làm rung động cái thế gian này bởi and vì ta yêu con. And you will come to me. Và con sẽ đến với ta. And you will know that I love you. Và con sẽ biết rằng ta yêu con. And we need to rise and shine with this love. Và chúng ta phải được dấy lên và sáng lòe lên bởi tình yêu thương này. Because the harvest is coming. Bởi vì mùa gặt đang đến gần. This love is going to bring in a great harvest. Và tình yêu thương này sẽ mang cái mùa gặt đến gần. The glory of the beauty and the nature of the heart of God is going to be revealed in the people in these last days that are going to reach out as the glory rays to the dying and dark and sin-filled planet and bring. I'm so sorry. Sự đẹp đẽ, sự vinh hiển của Chúa ở trên mỗi một người chúng ta sẽ mang mọi người mang mùa gặt đến gần chúng ta. Bring them all in. They will come. You will have to nurse them. Mọi người, mọi dân tộc sẽ đến với chúng ta không cần phải bắt buộc, chúng cần phải thúc giục. You know, this thing with the gay marriage thing. Gay marriage. Những cái điều mà diễn ra như là hôn nhân đồng tính. A lot of Christians are going to walk in the wrong spirit. Và cũng sẽ có nhiều cơ đốc nhân sẽ bước đi theo những cái linh. Instead of loving them, they're going to end up condemning them. Thay vì là yêu thương những người đó thì chúng ta bắt đầu phán xét những người đó. We don't condemn, we don't hate the sinners, we love the sinners. Chúng ta không ghét tội nhân nhưng mà chúng ta ghét tội. We love the homosexuals. Chúng ta yêu những người đồng giới. We might not agree. Chúng ta không đồng ý. But we must agree in love, disagree in love. Nhưng mà chúng ta có thể không đồng ý trong tình yêu thương. Amen. Amen. Now, let's go down here. If you're in here today, nếu anh chị em nào có mặt ngày hôm nay, and you are like that little brother that walked away from God, giống như trong câu chuyện người em đã đi xa Chúa, all you have to do is turn around. Một điều đơn giản là hãy trở về. And say in your heart, I'm coming home, Father. Và hãy nói với lòng mình rằng, Cha ơi, con trở về. You don't have to try to get right. Anh chị em không cần phải cố gắng làm đúng. That's the work of the Holy Spirit. Công việc đó hãy dành cho Đức Thánh Linh. Just come home. Hãy trở về. And if you're in here today. Và nếu người anh chị em nào đang ở trong phòng này ngay giờ này. And you're like the older brother. Giống như người anh trai cả kia. And you're disappointed. Cảm giác thất vọng. Because you don't feel like you got what you deserve. Cảm giác rằng mình đã không nhận cái điều mình xứng đáng nhận. Maybe your ministry isn't so great. Có thể là cái mục vụ của mình nó không được như mình mong. Maybe you don't feel like people recognize you. Có thể cảm nhận rằng có những người xung quanh không có công nhận công lao của mình. You need to come home as well. Xin những người đó hãy trở về nhà. Come home to the Father's heart. Hãy trở về tấm lòng của người cha. Là Chúa chúng ta. I'm going to open the altar. Tôi xin mở rộng ngay tại nơi thờ phượng này. Anyone that wants to just come home. Bất kỳ ai, anh chị em nào muốn trở về nhà. It can relate to any area in your life. Nó có thể liên hệ với bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống chúng ta. I think we all need to come home in some ways. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn
đều phải trở về nhà theo một cách nào đó. And you want to just come approach the frontier and just tell the Father, Daddy, I'm coming home to fall in love with you, to receive your love and give it away. Hãy đến với ngay tại nơi thờ phượng này, hãy nói rằng cha ơi, con muốn trở về nhà. That song, He Loves Us. Sing that. Chúng ta cùng nhau hát bài hát. They have that in Vietnamese too, I think. Yeah. Ta có, is the worship team here to do that? Well, if not, it's okay. Yeah, can we do that song? Xin chúng ta cùng nhau hát bài hát How He Loves. Now, I didn't just have a dream this morning. I didn't just have a dream this morning. Tôi không phải có giấc mơ buổi sáng ngày hôm nay. Not just a dream. Không phải là một giấc mơ đâu. I felt a tangible presence of love in my room. Tôi cảm nhận được có một sự hiện diện thật sự ở trong căn phòng của tôi. It was love that made me weep. Cái sự diện nó làm cho tôi phải khóc lên. It was love that pierced my heart. Cái tình yêu thương đó nó đã xuyên thấu lòng của tôi. It was love that made me cry out for more love. Và tình yêu thương đó làm cho tôi phải kêu cầu, thèm muốn thêm tình yêu thương. And I believe that love will come to anybody who asks. Và tôi tin rằng tình yêu thương đó sẽ đến với bất kỳ người anh em nào ngày hôm nay. It's a love that passes your brain knowledge. It's a love that passes knowledge. Cái tình yêu thương đó nó sẽ vượt khỏi cái sự thông biết của chúng ta. It's a love you can experience. Và tình yêu thương đó mà chúng ta có thể trải nghiệm một cách. If you're here and you say, I just want to experience that love. Nếu những người anh chị em nào muốn trải nghiệm tình yêu thương đó thực sự ngày hôm nay, I want to invite you to come up. Tôi muốn mời anh chị em đến đây. And I'm going to ask God to encounter that love to each and every person. Và chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa cho chúng ta được. We're going to together pray, and God, we need a revelation of love in these last days. Và chúng ta sẽ cầu nguyện làm sao chúng ta không hiểu được tình yêu thương của Ngài trong những thời buổi sau này. Cry out to God. Chúng ta hãy đến đây và kêu cầu cùng Ngài. I invite you to come. Tôi as we sing this song. Go ahead and. Eclipsed by glory, and realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us so. Remove the disappointments. Xin Ngài lấy hết tất cả những heal our broken hearts. Hãy làm việc lòng tấm lòng tan vỡ của chúng con. We're coming home, Lord. Chúng con trở về nhà, Cha ơi. We're coming into your heart, God. Chúng con trở về tấm lòng của Cha. We don't want to be religious. Chúng con muốn trở nên tôn giáo. Doing all the right things for the wrong reason. Làm tất cả những điều đúng đắn cho những cái lý do sai lầm. We need to know how much you truly love us. Chúng con chỉ muốn biết rằng Ngài yêu chúng con mức độ nào. Drive away our fears, Lord. Xin Ngài quăng xa hết tất cả những nỗi sợ hãi của chúng con. Let us encounter your love this morning. Cho chúng con được trải nghiệm, cho chúng con được gặp gỡ tình yêu thương của Ngài. Show us how you feel about us. Hãy cho chúng con biết rằng Ngài cảm nhận về chúng con như thế nào. As we stand before your presence. Khi chúng con đứng trong sự diện của Ngài. I ask for your embrace right now. Tôi cầu nguyện cho sự ôm ấp của Ngài ngay giờ này. Lord, would you just come and hug us? Cha ơi, hãy đến và ôm chúng con. Impart your love to us. Và chuyển tải tình yêu thương của Ngài vào trong chúng con. Cảm ơn Cha. So, I'm just going to pray that God personally would just hug us. Và
Và tôi cầu nguyện để Chúa chúng ta sẽ cá nhân ôm ấp chúng ta ngay giờ này. Supernatural. Một cách siêu nhiên. It's not like this kind of hug. Không phải là một sự ôm ấp bình thường như vậy đâu. But it's going to happen in your heart. Nhưng mà đang diễn ra trong lòng của chúng ta. If you would open your heart. Hãy mở lòng ra anh chị em ơi. And open your mind. Hãy mở tâm trí ra anh chị em ơi. And just say, Daddy, I'm coming home. Và nói với cha rằng, cha ơi, con trở về nhà. Do I have a place in your heart, Father? Con có một chỗ trong lòng của cha, phải không? Show me now, God. Nếu điều đó có, chỉ cho con thấy. How do you feel about me? Ngài cảm nhận về con như thế nào? Are you pleased with me? Ngài có vui về con không, cha ơi? Cha ơi. Show me, Lord. Cha ơi, chỉ cho con thấy, cha ơi. Help me to turn my whole heart to you. Hãy cho con thấy để con chuyển lòng con toàn vẹn cho Ngài. Come, Lord. Xin Ngài đến. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Come, Lord. Thank you, Father. You love me just as I am. Love me just as I am. I am pleasing to you. I am the apple of your eye. Oh, how you love me. Oh, about